Rồi, hai bà con tới thư viện rồi, biết gốc đi vào. Đó, cái này là DeKalb County Public Library. Đây, dẫn cô Bi ra mượn sách ở đây. Nay anh phải mượn sách về để làm cái bài kiểm tra homework ở nhà. Mấy giờ hôm nay nó mở không con? 10 giờ sáng đến 5 giờ. 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Giờ mấy giờ rồi con? Đi viết mấy giờ không? Nhưng mà nó mở rồi, hơn 10 giờ đi vào được con. Đó, người ta ở trong đó đó. Rồi, có gì tí quay lại nhá. Tạm biệt.